đây có một có tới cả ngàn câu hỏi thì sao mà nó nặng mà nó to vậy? Giúp em trả lời những câu hỏi đi chị. Ok. Ba la em cũng lại đang bốc nữa không? Dạ dạ. Hôm nay chị sẽ đọc lại tên nó nè. Sao lên qua bên trái? Nhìn qua camera kìa nó, nhìn qua camera kìa nó. Sao bạn thấy này của em nào? Anh nào ơi? Ok. Ok. Nhìn xuống dưới anh nào. Và đây là câu hỏi đầu tiên. Từ ngày trở thành idol thì cuộc sống của em có nhiều thay đổi gì không? Người quen xung quanh em có phản ứng như thế nào khi em trở thành idol? Ồ, cái này rất là hay. Câu này rất khó nè. Ai sẽ trả lời trước nào? Mình trả lời lần lượt đi. Bắt đầu bằng em út của chúng ta đi ha. Ê. Từ ngày em trở thành idol thì cảm giác đầu tiên của em là rất là vui. Nhưng mà phải trải qua bao nhiêu cực khổ, luyện khổ để trở thành một idol thì đã được đáp trả lại thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và tiếp theo là đến ai đây ta? Bây giờ là người lớn tuổi kế em. Lớn tuổi kế em. Lớn tuổi kế em. Nhỏ tuổi bên này đi. Lại là ok, từ bé đến lớn nhá. Từ bé mochi đi. Ờ mochi. Mochi. À, từ ngày trở thành idol thì cuộc sống xung quanh em thật ra thì cũng không phải là quá nhiều thay đổi. Chỉ là bên cạnh việc học tập hàng ngày thì em còn phải tập luyện, biểu diễn và cố gắng cùng nhóm nữa. Những người quen xung quanh em thì... Sao ta? Luôn yêu thích em. Đây là có thích em gì em luôn. Em út biết được quen xung quanh em rồi. Sau này là cần nhiều thời gian thì sao từ từ thôi đến chị đi ha. Cái cuộc sống có gì thay đổi không? Từ ngày em trở thành thành viên của SGO48 thì cuộc sống của em cũng nó sao nhỉ? Giống như là mình có thêm một việc để mình làm. Nhưng mà lần này thì những công việc đó mình không chỉ làm cho bản thân mình nữa mà mình làm cho tất cả mọi người. Và có thể mang được một cái gọi là cảm xúc hay là một niềm vui gì đó đến cho người khác thì em cảm thấy đối với một trở thành idol thì cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa hơn. Không phải không chỉ với Gary mà từng thành viên của SGO48 đều cảm thấy cuộc sống khi bắt đầu bước vào nhóm đều trở nên rất là ý nghĩa. Mỗi ngày đều có một cái mục tiêu để đặt ra, đúng không? Và bây giờ mình tới câu hỏi thứ hai nha. Ok. Ôi, chị không bóc đâu. Cho em bóc đi, cho em bóc đi. Okay. Ok. Bốn miếng nước đi thôi. Những lúc mệt mỏi hay tâm trạng không tốt thì chị Tiên Linh thường làm gì để lấy lại tinh thần cũng như xua tan mệt mỏi đó? Em có câu hỏi của em rồi nè. Tự tạo muối à? Tự tạo muối. Nhiều lúc mà mệt mỏi hay tâm trạng không tốt thì Tiên Linh thường làm gì để lấy lại tinh thần? Bình thường thì mọi người sẽ thấy Tiên Linh lúc nào cũng tươi cười nhưng mà thực chất thì nhiều lúc thì cũng mệt mà nên là khoảng lặng, đúng rồi, có những khoảng lặng của tâm hồn thì thì mình kiểu như là nếu mà đang ở trong nhóm á, nếu mà đang sinh hoạt chung với nhóm thì mình sẽ kêu các em tay chọc cho mình cười. Còn nếu mà ở nhà thì có thể là bỏ một bộ phim hài lên coi hoặc là tự rắc muối cho bản thân cho mình, tại vì mình mà đã không mặn rồi thì ai mình còn rắc muối cho ai được nữa, đúng không? Thì lúc nào mình, ví dụ mà mình buồn á thì bản thân mình biết nỗi buồn mình là gì thì mình sẽ hãy cố gắng là đừng nghĩ tới nỗi buồn đó mà hãy những nghĩ tới những điều là mình vui, những người khiến mình vui. Mà dạo này em còn có một cái tiêu cơ, có một cái mà
đang buồn là bắt đầu là mở mấy cái bài hát của tụi mình lên cho cái bạn fan một cổ vũ rầm 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 lên tên đó. Trời ơi, thề luôn, vui khủng khiếp. Mọi người là nguồn động lực số 1 luôn á. Rồi mình bóc hỏi tiếp theo đi chị. À, em bóc nha. Trang nha. Có khi nào đại Trang sẽ bóc chúng câu hỏi của Lê Trang. Đúng rồi, luôn. Nếu chọn một thành viên trong nhóm là người yêu, bạn sẽ chọn thành viên nào? Mình sẽ trả lời từng người một nha. Em đi. Em trả lời em luôn đi. Nhưng mà em lại thích nhiều người quá. Chỉ được chọn một thôi. Chỉ được chọn một thôi. Sống chung thủy đi em. Không tỏ ra em cũng thích nhiều người. Chắc là em có một tình yêu mãnh liệt với Bình Dương. Em rất là thích chị Anna và chị Trường Dương. Nhưng mà em thôi em sẽ chọn cả hai chị. Vậy là chia ra 2, 4, 6 và 5, 7. Chủ nhật vậy em chọn 3 người. Không, chủ nhật mình sẽ dành thời gian một mình. Nghĩ khỏe. Đúng rồi, phải nghỉ chứ. Phải nghỉ. Tới bạn đi chị ạ. Bạn đi. Nếu là chọn một người làm người yêu thì chị sẽ chọn Hikari. Em hả? Tại chị thích nuôi nuôi pet, giống như là chị thích chăm sóc bởi vì là để mạnh khỏe mập mạp. Có đang người yêu mà chị. Ủa thì có người yêu để mình chăm sóc đúng không? Để mà liên hôn. Tình yêu thương. Ngày hôm nay em chính thức thuộc về chị. Ủa thế là người khác giành nữa là không được đúng không? Chị sao chị nói với chị sao chị? Bây giờ người khác trả lời dành là không được nữa đúng không? Chị cứ dành cho mình chết chết tim của em bốn ngày ngồi mà đến nay cà phê đúng số lượng 2 được không? Một thôi hả? Người yêu với bạn thân thì nó cũng gần giống nhau đúng không? Còn thì người yêu chúc bạn chị nghĩ chúc bạn là bestie rồi, chúc bạn là bạn thân rồi. Chị chúc bạn có xem thì mình sẽ thật sao em nhớ nha. Chị hỏi Dương thì sao? Dương chắc sẽ cần một người nào đó. Để em xem. Mạnh mẽ. Để em xem chị Dương ha. Người bảo vệ chị Dương. Ai ta? Cần lấy cha. Rồi hai người nắm tay nhau đi ra ngoài làm. Thôi. Làm gì lâu như chị em á. Mình là người thứ ba hay không? Thôi. Rồi sao cái mối quan hệ này nó đúng rồi, nó sao nó muốn tạo drama luôn. Cái đấy anh sáng nếu như mà em được chọn một người trong SGO48 là người yêu thì có lẽ là em hơi phân vân rồi. Chắc là mỗi ngày nha sẽ đổi một người á, mỗi tuần một người hay là mỗi ngày một người để kiểu đi chơi rồi xong tìm hiểu được kìa. Anh Sáng là một người rất là trăng hoa nha mọi người. Đào hoa. Tại vì các thành viên của SGO48 đều có một điểm riêng rất là đặc biệt. Đúng không? Vậy em chồng chưa? Chị đợi quá. Dạ. Trả lời đại chốt. Và câu trả lời cuối cùng của em là em sẽ, em nếu như mà em được chọn một người thì em sẽ chọn chị Lệ Trang. Đây lựa chọn. Hèn lúc nào cũng muốn ngủ chung với nhau hết trơn. Đúng rồi. Không vậy hả? Hôm mấy lần đi lưu diễn. Đi lưu diễn là em muốn ngồi chung với chị Lệ Trang. Còn Anna thì sao? Anna có đáp lại tình cảm của Lệ Trang không nào? Hãy thật lòng nha em. Đào hoa. Em nếu mà em chọn người yêu của mình là một thành viên nhóm thì em sẽ chọn. Sao vậy? Sao khóc vậy? Em lại đến mấy lần kế họ. Hôm nay thôi chưa khóc rồi. Nhiều người quá à chị. Nhiều người quá. Em sẽ chọn lại Trang. Anna đang nhìn KC cái em sẽ chọn lễ Trang. Con bé Dina đừng quay cho chị nha. Còn ai nhỉ? Chưa qua nữa. Mochi nè. Jenny, Mochi trả lời nè. Ủa sao mà lãng quên em luôn. Giờ em được nói hả? Em nói đi. Ai không là mất rồi. Không, nhưng mà em thích nhiều người quá giờ. Sao? Vẫn phải chọn thôi. Chọn đi. Chị KC cũng vậy nghe em nói rồi chả. Thật ra thì em thích chị Dương và chị KC. Nhưng mà giờ hết rồi. Sao nhỏ? Chị vì hết yêu. Em hết chị đúng không? Chị vì hết yêu. Em ra thức em bảo vệ chị bao nhiêu lần. Trời ơi, em biểu thế đúng không?
Dạ không có chị. Trên đi, trên đi, chọn người, chọn ai trên đi. Em cũng muốn thử hẹn hò với 27 cô gái trước. Nói em là phải chọn. Chọn đi sao mà, nhưng mà kiểu nhỏ. Nguyễn chắc em chọn Best Choice. Nhỏ bé, kiểu em muốn bảo vệ chăm sóc sao. Chị hả? Chị là em hiểu, em hiểu. Đây này, này. À thôi để tiên lên nha. Mày ổn. Thôi vô cơ. Lúc đầu quá. Chị là tao gợi trang yêu hai chị em mình đó chị. Mọi người ơi, em nói này mọi người ơi. Mọi người có nghe em không? Dạ có. Dạ. Tiên Linh thì lúc đầu là Tiên Linh định chọn bạn này nè. Đó, nhưng mà bạn này tim hay ngăn quá nên là mình không có thích. Chị Tiên Linh ơi, không mình chọn Tiên Linh. Nói chung là chị Tiên Linh. Trong nhóm chị Tiên Linh. Thu Nga, bởi vì Tiên đã ở chung với Thu Nga hai lần rồi, Thu Nga rất là dễ thương. Thu Nga kiểu như là tối tối sẽ gọi chị Tiên. Chị ơi, chị qua mấy phòng mấy chị về chưa? Em chờ cửa chị nè. Chị ơi, về lẹ em chờ ngủ nha. Không là em không ngủ đâu. Kiểu có anh chờ. Kiểu như là chị con nghe chưa? Sachi ơi. Sachi ơi. Ok, em tưởng là chị nhiều mối sẽ chọn một người nhạc nhi giỏi. Em ơi, em coi chọn chị. Thôi đừng nắm yếu. Cát Tường ơi, em nhìn chị này. Dạ. Em chọn ai? Ai nào? Em chọn ai? Tất nhiên phải Tiên Linh rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Tất nhiên. Em nghĩ là em sẽ em muốn hẹn hò với 27 thành viên cũng như mặt trời của em. Bốc liền chị nhạc bốc liền chị. Trời hồi nãy mới từ em tôi thuộc về chị. Không, tại vì chị đã thuộc mất. Ủa chị Linh chọn đúng không? Ủa chị Linh chọn rồi. Chọn rồi. Chọn rồi. Chị đã đi đi đó. Ngày đẹp quá. Chị hơi xúc động. Tại Linh không chọn chị Mai Linh á. Không, chị đổi tay. Tại vì Linh không chọn. Nên chị ơi, chị là bốc câu hỏi số 4 nào. Chị Linh bốc đi, chị Linh. Lâu quá. Chết rồi, trôi Islander chị ơi. Nào. Đúng lớp mà. Wow, thẳng dịch đó chị. Ánh sáng. Cái cảnh đây là nhất trong anh chị mình hỏi bạn. Ngon. Ồ, câu hỏi dành cho anh sáng. Thành viên mà em thích nhất trong AKB48 là Ách Chan. Vì dễ rất là dễ thương. Lúc nào cũng tươi cười hết. Ừ. Yeah. Ok. Vậy thì tiếp theo ánh sáng sẽ bóc nha. Dạ. Ánh sáng. PGP. Con nhỏ bóc ra rất là ngon. Bây giờ sẽ là người bóc. PGP. Ồ, trong đây nhiều câu hỏi. Hùng cũng nặng nha. Rất nặng luôn. Vô. Chị vô nghe là mấy ngày câu hỏi trong đó em. Caramel nữa. Và đây là câu hỏi tiếp theo. Hãy kể về những điều thú vị khi các bạn SGO48 chơi ma sói. Ai hay bóc chúng lá bài sói nhất? Ai nói dối kém nhất? Ai thường bị giết chết sớm nhất? Đây, đây là quảng trò. Hãy để quảng trò người bóc cái điều sói nhất. Và bây giờ thì... Ủa mà sao hay biết mọi người có thể quảng trò trả lời. Người có kinh nghiệm. Trả lời thằng gái nha. Ok, mời thằng sói. Mọi người ơi ngủ đi. Mọi người ơi ngủ đi. Làm đêm buông xuống cả làng đi ngủ. Chị phải nói câu mang rỡ của chị. Câu quẻ rồi. Lệ Trang. Lệ Trang là người hay làm sói nhất. Lúc đầu thì có vẻ rất là kiểu như là lo sợ làm sói nhưng mà thực ra đúng rồi. Con sói rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Lucy bạn. Lệ Trang và Donna. Lệ Trang và Donna là một cặp đôi là cặp bài trùng luôn. Chơi hơi bị hợp. Tức là hai người này mà cùng làm sói và cùng làm dân luôn luôn thắng. Hiếu quá. Còn cái team mà làm sói là lúc nào cũng giết Lệ Trang được. Nói dối kém nhất à? Nói dối kém nhất thời gian đầu Lệ Trang là người nói dối rất là kém. Bởi vì thời gian đấy là mới chơi thôi nhưng sói đã chuyên nghiệp. Nên rồi thì là chơi rất là giỏi. Và bị giết sớm nhất. Nếu mà chị Linh Mai chơi thì chắc chắn chị Linh Mai sẽ bị giết sớm nhất. Nếu mà làm quả trò chơi không hiểu sao mọi người để auto giết Linh Mai trước. Trả lời em chị nhân lên đây nguy hiểm nhân vật nguy hiểm nhân lên đây mọi người giải thích sẽ sao hay bóp chị trước nhỉ? Chị Linh Mai là người dạy bọn em chơi sói không biết tin được là một lòng vô trò là giết Linh Mai chơi rất là giỏi. Đã nhớ đến ngày ở Hà Nội. Cái ngày Hà Nội này chứ. Trong mình ra sức cũng là một trong số những nhân vật. Mình ra sức mình ngăn cản mình. Chị khách là sói mà người hết tin mình đây mà đưa ra những cái vấn đề mà phải nói là một cái chứng bằng chứng rất là thiết thực luôn mọi người. Và em nói dối kém nhất thì chắc là
anh sao em không bao em giờ chơi ma sói là cứ kiểu chọn đại vậy là xong, rốt cuộc là đánh đánh em mà chị chết đó. Không có, lên đánh, không có em là dân thì người ta chả giết. Không, có lần em chỉ nói là mọi người đừng chọn em nhé, em không phải là sói đâu. Vậy là mọi người đã chọn em, chỉ em chết hết. Còn lên là sói, xong kiểu là em là dân mà. Mà sếp bị tới cái là một lần mà em không phải là dân, em là anh, cái gì em là dân đất rồi em giết vậy thì mọi người hãy đón chờ, nếu sau này mà có gì thì SGO48 sẽ livestream cùng chơi và xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Anh Lan nãy giờ chưa bóc con nào đúng không? Anh á, em bóc chút lại cho em xem. Hãy nhớ nhé, xin cảm ơn. Ô lộn, nhớ nhé, nhớ hai tờ luôn rồi. Xin cảm ơn. Chị KC, chị KC có thích xem truyện tranh hay là nhân vật 2D không? Nếu có thì có thể chia sẻ cho mọi người ở đây biết được không? Đâu quá không? KC thích đọc truyện. Mấy người có biết không ta là dòng sông huyền bí. Huyền bí nè, với nữ hoàng Ai Cập. Nữ hoàng Ai Cập. Em thích mê bộ đấy luôn. Em biết nhưng mà em không. Với hồi đó mướn hàng Conan đi bến mùa xuân. Ok. Và cũng cái phong cách vẽ của KC cũng ảnh hưởng từ những cái phần tranh đó. Giống đúng. Chị khán mẹ giống. Hồi đó mà mình cũng hay đi muốn chuyện hai ngày một cuốn á, chị mới nhớ. Em muốn xin mấy cái em muốn con ngàn à. Cảm ơn mọi người đã. Chị nói gì đó. Em hay luôn cọc cọc nhà sách đọc. Giờ thì em để ai mà. Chị ha, để em bóc cho. Ơ chỗ nặng quá. Ờ mình cái đưa cái chị rất rất rất. À, hình như bây giờ là câu cuối cùng rồi đấy mọi người. Dạ, à, chị đắc muối đó chị. Muốn. Ôi, nhưng mà chị đắc muối đây đã sao luôn ha rồi. Bây giờ còn câu. Bây giờ là câu cuối cùng. Cùng là câu cuối cùng. Rồi cho em bẻ tay cái nhà người. Phép rắc muối gì nhỉ? Không là sự đúng, không là sự đúng. Thầy luôn không bốc đúng câu của mình. Có câu hỏi luôn nha. Ôi nhiều cái. Cho em chuyên nghiệp đó. Em sẽ đọc câu hỏi đây. Chị sẽ đặt câu hỏi cho em nha. Em chị sẽ đặt câu hỏi là gửi Lệ Trang. Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, chỉ 823,1 km². Tuy nhiên do vị trí gần Hà Nội nên kinh tế xã hội cũng rất là phát triển. Trang có thể giới thiệu một vài địa điểm đi tham quan ở Bắc Ninh cho mọi người đi thăm thú khi có điều kiện được không nè? Hỏi quá có tâm luôn. Hỏi những người nếu như mọi người đến Bắc Ninh là để ngoài nhất định mọi người phải đến chùa Dâu. Đó là một chùa Dâu. Mùa dâu, đó là một ngôi chùa cổ nhiều dâu. Cổ nhất Việt Nam. Chắc chắn cho dân đi. Và rất là gần nhà em. Là chủ vì vậy. Ôi, chính là vì gần nhà em nên là mọi người nói đi. Dạ. Nhưng mà nó đẹp nên là sao hiểu. Nó rất là cổ, nó là một ngôi chùa lâu đời nhất Việt Nam. Vậy cho nên nó rất là nổi tiếng. Và rất nhiều người đến thăm. Chị vì vậy mọi người hãy đến thăm nha. Hôm nào dắt chị đi với Trang ơi. Hoặc dắt cả nhóm đi luôn đi. À chị nhớ rồi, lúc trước em từng chia sẻ là nhà hồi nhỏ của em là gần chùa Dâu đúng không? Còn giờ thì sao rồi nha? Trang ơi, Trang hãy hát cái câu gì em bắt gì chơi nhà. 2, 3. Trang đến chơi nhà dành